Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi mà Bộ Y tế phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thiết lập nên Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương. Và chúng ta đang có cơ hội gặp gỡ với các thầy thuốc đang trực tiếp điều trị các bệnh nhân nặng và nguy kịch tại đây. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, kiêm Phó Giám đốc của Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương và đồng thời cũng là Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương tại Vĩnh Long. Và chúng ta cũng được cùng gặp với điều dưỡng Trần Thị Thu Hằng, là điều dưỡng khoa điều trị tích cực nội khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đang có mặt tại Vĩnh Long. Xin được cảm ơn các thầy thuốc đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin có một câu hỏi được đặt ra với bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Thưa bác sĩ, là một người đứng đầu một cơ sở bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và cũng đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 vào thời điểm mà dịch bệnh bùng phát dữ dội ở tại địa phương, đứng trước cái nguy cơ là chúng ta sẽ phải tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân và lúc đó thì cái năng lực điều trị của chúng ta không có. Và Bộ Y tế thì đã quyết định thành lập cái Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 tuyến Trung ương ở đây với sự tham gia của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Với tư cách là một bác sĩ đang trực tiếp điều trị và chỉ đạo công tác điều trị bệnh nhân COVID tại thành phố này, ở tại địa phương này, thì bác sĩ có cảm xúc như thế nào? Thứ nhất là chỗ cái ICU 200 giường này phải nói là nó ra đời rất là kịp thời, mà tôi cũng cho rằng đây là cái sự thành công rất lớn của giữa kết hợp giữa trung ương và địa phương. Thì tới cái giờ phút này á, là chúng ta điều trị rất là nhiều cái trường hợp nặng mà thành công. Thì phải xuôi người về ngược về với quá khứ một chút. Thì thật ra đó, thì trước khi thành lập cái trung tâm y tế này, trung tâm ICU này đó, thì bệnh viện cũng đã điều trị bệnh nhân là COVID rồi. Do đó thì khi mà cái số lượng bệnh nhân tăng lên rất là dữ, tất cả các cái trung tâm y tế rồi kể cả những cái bệnh viện chuyển về đây một ngày như vậy là phải từ 7 tới 10 bệnh nhân, toàn là bệnh nhân nặng không. Thì lúc đó thì coi như là bệnh viện đa khoa lúc này đó thì đã bình thường điều trị cho bệnh nhân thường là đã thiếu nhân lực rồi, mà thiếu nhất là bác sĩ hồi sức. Thì khi mà dịch bệnh vô thì bệnh viện phải nói là chia ra làm 5 phần. Cái thứ nhất là bệnh viện cũng đảm trách làm cái BCI cho toàn tỉnh luôn. Vậy vậy năng lực của bệnh viện là một ngày vậy thì khi mà tất cả các trung tâm y tế gửi về là khoảng từ 2.000 cái mẫu để làm cái BCI. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta biết thì để bảo toàn an toàn cho bệnh viện thì lúc này thì bệnh viện cũng phải là sàng lọc đó, thì cũng phải làm test nhanh vân vân. Thì mỗi một bệnh nhân vô và còn kèm thêm một người nhà nữa thì bệnh viện cũng phải làm test nhanh tất cả cho những cái đó để bảo vệ bệnh viện an toàn. Và cái nữa đó, bệnh viện cũng phải sàng lọc cho cộng đồng đó, thì cái việc đó là việc thứ ba. Còn việc thứ tư nữa, bệnh viện cũng phải là tiêm chủng cho tất cả các cái cơ quan ban ngành được Sở Y tế phân công về đây để tiêm chủng. Và cái mà chúng ta đang nói là vấn đề mà để điều trị cho COVID thì thật sự trong cái thời buổi mà trước khi bộ đã đi vô đây thì bệnh viện cũng đã điều trị COVID, mà thật sự thì cái số nhân lực lúc này là rất là khó khăn. Tại chúng ta biết bệnh viện bây giờ tại thời điểm đó là phải chia ra là 5 phần. Mà tôi cũng cho rằng là chúng ta rất là kịp thời để thành lập cái ICU này. Thì trong cái thời gian mà nói thật ra là một lãnh đạo bệnh viện thì tôi rất là lo vấn đề mà không có nhân lực, cũng không có cái ICU này thì bệnh nhân nặng thì làm sao. Mà ở đây thì các anh em bác sĩ chúng ta phải đối mặt với những cái muôn vàn khó khăn về vấn đề. Chúng ta biết là bác sĩ mà hồi sức rất là ít. Thứ hai nữa là không đủ người. Rồi bây giờ phải tập hợp tất cả các bác sĩ ở các cái chuyên ngành khác cũng do COVID này, nhưng mà cũng không đủ với số lượng bệnh nhân. Với kinh nghiệm của bệnh viện thì điều trị là hàng ngày bệnh nhân chết rất là nhanh. Thì khi mà ở trung ương viện trợ, nhất là bệnh viện Nhi Trung ương rồi bệnh viện Nội tiết Trung ương vào thì các khoa phòng của bệnh viện rất là mừng. Thì chúng ta bắt nhịp rất là lẹ, cùng với thí dụ giá sử dược thì có trưởng khoa dược, chúng ta kết nối nhau rồi điều trị thì cũng thế. Khi mà làm như vậy thì người ta cuốn chiếu làm rất là nhanh. Thì tôi cho rằng tới ngày hôm nay chúng ta có thể là nói là chúng ta đã thành công trong cái bước đầu như thế. Thưa tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc,
bệnh viện, các đơn vị mà được chi viện cho Bệnh viện Vĩnh Long đó là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nhân lực của cả hai bệnh viện này thì cũng không phải là người nào cũng làm hồi sức tích cực, mà đặc biệt lại là hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Thì theo bác sĩ thì đấy có phải là một cái thách thức đối với lại công tác điều trị hay không, và chúng ta giải bài toán nhân lực để điều trị bệnh nhân COVID như thế nào? Trong cái giai đoạn mà dịch bệnh như thế này thì khi chúng ta thiết lập và các cái hoạt động của các trung tâm hoặc các bệnh viện hồi sức cấp cứu, không có nghĩa là toàn bộ cái nhân lực ở trong các cái đơn vị đó là đều là những bác sĩ, và đặc biệt là các bác sĩ và điều dưỡng đều là những người mà đã có kinh nghiệm làm việc về hồi sức cấp cứu, mà chắc chắn là phải có một cái sự phối hợp và gần như là một sự tổng động viên của các nhân lực. Trong đó thì cái nhân lực ở địa phương là rất là quan trọng. Thế chính vì thế mà khi chúng tôi tiếp nhận và đi vào trong này để tham gia vào cái công tác điều trị bệnh nhân thì với những cái lực lượng đầu tiên mà chúng tôi đưa vào là chúng tôi đã phải lựa chọn những bác sĩ cũng như là những điều dưỡng mà đã và đang làm việc trong các cái đơn vị hồi sức của Bệnh viện Nhi Trung ương, có nghĩa là anh chị em cũng đã có những cái kinh nghiệm cơ bản, những nguyên tắc cơ bản về hồi sức chung cái đã. Thế còn hầu như là chắc chắn là chưa ai có kinh nghiệm để mà điều trị những bệnh nhân COVID, và lại bệnh nhân người lớn, hồi sức người lớn cũng đã là chưa có, chưa nói gì đến là bệnh nhân COVID. Và trong này thì khi mà chúng tôi cùng với các đồng nghiệp ở trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì cũng chỉ một cái tỷ lệ rất là nhỏ các anh chị em mà đang trực tiếp điều trị bệnh nhân là những người mà đã có kiến thức và kinh nghiệm điều trị bệnh nhân nặng và bệnh nhân hồi sức. Thế chính vì thế mà với một cái lực lượng nhân lực bao gồm rất nhiều các cái chuyên khoa khác nhau, trong đó thì bác sĩ hồi sức về nhi khoa, hồi sức về người lớn, rồi thì bác sĩ cấp cứu, thế bên cạnh chỉ chiếm một cái tỷ lệ cũng khá là hạn chế, và phần còn lại thì kể cả bác sĩ cũng điều dưỡng là anh em là gồm rất nhiều các chuyên khoa khác nhau, ngoại khoa, rồi nội tiết, rồi tim mạch, rồi thì gây mê, rồi thì kể cả là nhi khoa chung nữa. Với một cái lượng, số lượng cũng như là cái kinh nghiệm làm việc, cái phong cách làm việc của rất nhiều các cái chuyên khoa của rất nhiều các cái bệnh viện, ít nhất là 3 bệnh viện đang rất là khác nhau, mà bây giờ phải vào trong một cái nhóm làm việc và với môi trường làm việc với những cái bệnh nhân lại rất là đặc biệt, và đặc biệt nó khác ở chỗ là cái việc mà chúng ta có cái khu điều trị và cái khu hành chính, và tất cả mọi cái hoạt động nó đều phải tách biệt, và cái nguy cơ mà lây nhiễm cũng rất là cao. Thì chúng tôi gần như là phải xây dựng, vừa làm nhưng vừa phải thiết lập những cái quy trình làm việc về hành chính cũng như là những cái quy trình làm việc về chuyên môn để cho cả bác sĩ cũng như là điều dưỡng, để các anh chị em thứ nhất là phải có một cái sự đồng thuận, và khi mà có cái sự đồng thuận về những cái mặt về hành chính cũng như là mặt chuyên môn thì mới có thể cùng nhau làm việc được. Thế và đấy chính là những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi xây dựng lên các cái gần như là từ dựa trên về chuyên môn, dựa trên những cái hướng dẫn căn bản của Bộ Y tế, thế nhưng chúng tôi phải cụ thể hóa nó ra để nó thích ứng với cái điều kiện của tại cái đơn vị làm việc, để làm thế nào để cho tất cả các bác sĩ cũng như là điều dưỡng nhanh nhất để có thể tiếp cận được với các cái quy trình tiếp cận chẩn đoán cũng như là điều trị và chăm sóc người bệnh như thế nào trong một cái khoảng thời gian nhanh nhất và đạt được cái kết quả và tốt nhất có thể. Và sau một thời gian thì tôi thấy là chính những cái khó khăn ban đầu thì lại là một trong những cái điểm mà nếu chúng ta biết phát huy và chúng ta biết gọi là quy tụ các cái khả năng chuyên môn của mỗi một cá nhân trong cái tập thể thì nó lại là một cái điểm mạnh. Vì như các anh các chị biết là cái bệnh nhân COVID, đặc biệt là bệnh nhân nặng và nguy kịch, thì không đơn thuần chỉ là mắc COVID, không phải đơn thuần chỉ là suy hô hấp, mà nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều các cái bệnh cơ quan khác nhau, và đặc biệt là những người cao tuổi hoặc là những người mà có các cái bệnh mãn tính. Thì khi người ta bị bệnh nặng thì những cái bệnh lý của các cái cơ quan khác hoặc các chuyên khoa khác thì có khi nó lại nổi bật lên. Và vậy thì trong nhóm của chúng tôi làm việc thì có các bác sĩ của các chuyên khoa, ví dụ như bác sĩ chuyên về nội tiết, bác sĩ chuyên về tim mạch, thì chính những cái kinh nghiệm của các anh các chị trong cái lĩnh vực đó, và ngay kể cả là trong lĩnh vực sản khoa thì chúng tôi cũng phải tiếp cận và điều trị những bệnh nhân mà phụ nữ mang thai, thì sẽ giúp cho cái việc mà chăm sóc và điều trị bệnh nhân phối hợp với nhau thì bệnh nhân sẽ được chăm sóc và điều trị một cách lại toàn diện nhất. Thì
thì đó chính là cái khó khăn, nhưng chúng tôi cũng lại lấy thấy đó chính lại là cái thuận lợi. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Hữu Phúc. Điều dưỡng Trần Thị Thu Hằng đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc tại khoa điều trị tích cực nội khoa, nhưng mà bệnh nhân ở bệnh viện Nhi Trung ương nơi mà chị đã công tác đó thì là các bệnh nhân nhi. Thế nhưng mà khi mà đến trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì cái đối tượng chăm sóc của chúng ta lại là các bệnh nhân cao tuổi. Vậy thì theo chị thì có một cái giai đoạn bỡ ngỡ mà chúng ta phải làm quen với lại cái đối tượng bệnh nhân mới không? Và nó có ảnh hưởng gì đến cái công việc của các điều dưỡng mà đã quen chăm sóc các bệnh nhi và bây giờ chúng ta lại phải chuyển sang là chăm sóc người cao tuổi? Bệnh nhân nhi thì bọn em hồi sức thì các cháu bọn em chỉ có qua tiếng khóc thì thôi, nhưng mà ở đây thì các cụ già thì các cụ hoặc các bà đấy, giống như người thân bằng tuổi ngoài kia của bọn em thì có thể nói cho em biết là các cụ muốn gì, nhưng mà trong một số trường hợp thì các cụ có thể bị lẫn, các cụ không ý thức được hoặc là không phối hợp trong công tác điều trị. Nên là ngoài những cái việc chăm sóc quy trình kỹ thuật bọn em thực hiện ra thì bọn em có thể là nói chuyện tâm sự hoặc là để ý đến các cụ nhiều hơn. Chăm sóc các cụ ấy thì có những vấn đề về giao tiếp đúng là chẳng ngại ban đầu là rất là khó khăn, bởi vì là nếu bọn em chăm sóc thì như bọn em có thể ở ngoài kia thì có thể bảo là thay bỉm thì ở đây là thay tã hoặc các món ăn ở trong đây thì rất khác so với ngoài Bắc ạ. Có những hôm mà bọn em bảo ăn cháo thì các cụ ấy không ăn mà bảo là phải ăn bánh canh cơ, muốn ăn các món khác thì bọn em cũng có cố gắng động viên thì các cụ có thể ăn để có thể là bổ sung sức khỏe để có thể chiến đấu để thắng lại rồi cái dịch bệnh đang xảy ra. Xin cảm ơn Thu Hằng. Thưa bác sĩ Đoàn Văn Hùng, bác sĩ vừa mới nói là bệnh viện có đến 5 cái nhiệm vụ khác nhau và chúng ta phải chia cái đội ngũ nhân lực của chúng ta ra để thực hiện tốt 5 cái nhiệm vụ này. Và rõ ràng thì đó cũng là một cái áp lực rất là lớn đối với lại đội ngũ thầy thuốc. Và trong cái bối cảnh chịu áp lực lớn như vậy thì lãnh đạo bệnh viện đã tìm cách để giải quyết tháo gỡ những cái vấn đề này như thế nào? Thì qua cái trận chiến mà COVID này tôi thấy một cái điều mà làm cho tôi rất là tâm đắc. Nếu mà vì một cái nhiệm vụ cao cả để cứu người thì hình như là chúng ta cùng một mục đích đó, thì ba cái bệnh viện chúng ta cùng cái mục đích đó thì tôi thấy là chúng ta chỉ vì cái cứu bệnh nhân thôi. Chúng ta biết trong cái thời buổi mà lúc mà khó khăn như tôi nói, lúc mà bệnh nhân mà COVID quá nhiều ở tỉnh, lúc mà nó gộ lên đó thì chúng ta không còn tính cái ngày giờ, cũng không có cái ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Thí dụ giả sử như cái chỗ cái phòng xét nghiệm sinh hóa làm cái PCR thôi đó, hình như là 2 tháng rồi cái đèn nó không bao giờ tắt ban đêm, làm suốt luôn. Do đó anh em ta rất là vì công việc người ta làm chứ không có nhìn cái mục đích gì khác hết. Mà tôi cũng rất là tâm đắc một điều, có một số lúc mà nó quá nhiều bệnh nhân rồi mà toàn là bệnh nhân nặng, anh em chăm sóc rất là cực, thì đa phần thì cũng có cái ý kiến thế này kia, cũng khi nó dao động, nhưng mà đa phần là anh em là nhắn tin như tôi, nói thôi bây giờ xin làm ở trong đó luôn, và kể cả cho vợ vô làm luôn để làm sao mà cứu sống bệnh nhân. Ta nói tôi vào để tôi làm thì chỉ có quyết định đi thôi mà không có quyết định ngày về, thì cái này là thật sự là rất xúc động. Do cái tính mà nhân đạo nó cao như thế thì tôi nghĩ đó là một cái quan trọng nhất. Chứ còn nếu mà thí dụ vì mục đích vì cá nhân gì đấy thì ta sẽ nghĩ thí dụ ai cũng có gia đình, ai cũng có vợ, ai cũng có con, vân vân. Thì nếu mà chúng ta nghĩ cái mục đích cá nhân nữa không, chúng ta làm không nổi. Mà tôi cũng không tài nào mà tôi lãnh đạo nổi, nhưng mà khi một vì một cái lợi ích, vì một cái cao cả đấy thì anh em coi như là người ta xung phong cho người ta làm, thì cái đó là tôi nghĩ là nó quan trọng. Vâng, như vậy chúng ta phải biết ơn tinh thần làm việc quên mình của các thầy thuốc đã tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch tại trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở Vĩnh Long. Thưa bác sĩ Phan Hữu Phúc, ngoài cái nhiệm vụ là trực tiếp tham gia công tác điều trị các bệnh nhân nặng và nguy kịch ở tại trung tâm hồi sức cấp cứu này, bác sĩ còn thực hiện những nhiệm vụ khác nữa, như là việc giúp đỡ cho các bệnh viện tuyến dưới, có thể là điều trị, chăm sóc điều trị các bệnh nhân nhẹ
và có triệu chứng trung bình một cách tốt hơn để họ không trở nặng. Bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái sự hợp tác với các bệnh viện dã chiến và các bệnh viện tuyến dưới ở tỉnh Vĩnh Long trong cái đợt chống dịch vừa rồi. Ngay từ những cái ngày đầu vào mà chúng tôi tiếp nhận những cái bệnh nhân nặng chuyển từ các cái bệnh viện dã chiến lên, thì có những bệnh nhân lên đến nơi thì cũng đã trong tình trạng rất là nguy kịch, hoặc là thì chúng tôi dù có tích cực đến đâu thì cũng đều thất bại. Và cũng có những bệnh nhân chuyển lên đây cái mức độ nặng, thế nhưng mà khi chúng tôi xem xét lại thì cái quá trình mà được điều trị tại các bệnh viện dã chiến thì thực sự nó chưa được ở cái mức tối ưu như theo các cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thế chính vì thế mà một trong cái nhiệm vụ của khi mà Bộ Y tế thành lập các cái bệnh viện hồi sức cũng như là các trung tâm hồi sức, thì ngoài cái việc mà tiếp cận nhận điều trị những cái bệnh nhân nặng và nguy kịch, thì những cái việc mà những cái nhiệm vụ khác đó là hỗ trợ cho các cái bệnh viện của gọi là tầng dưới, tầng thấp hơn trong cái việc mà chẩn đoán cũng như là điều trị những bệnh nhân. Chính vì thế thì ngay sau khi mà chúng tôi ổn định các cái nhiệm vụ, các cái công việc về quản lý cũng như là các cái quy trình làm việc của trung tâm, thì chúng tôi cũng trực tiếp tham gia vào trong cái nhóm về chúng tôi có ở bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, thì có một nhóm gần như là tất cả các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID ở trong tỉnh thì tham gia vào một cái nhóm Zalo, và tôi cũng được các đồng chí ở Sở Y tế và cho tham gia vào trong cái nhóm đấy, thì chúng tôi cũng để xem để thảo luận những cái ca bệnh mà khi mà các anh chị đưa lên để hội chẩn. Thế và chúng tôi cũng có những cái ý kiến về mặt chuyên môn, vì bản thân tôi thì cũng là một trong những thành viên trong cái hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng các cái hướng dẫn điều trị. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là thực tế thì không phải là tất cả các bệnh nhân đều được điều trị theo đúng cái hướng dẫn đó. Chính vì thế mà các đồng chí bên Sở Y tế thì cũng có đề nghị là tôi tổ chức tập huấn lại cho các bác sĩ trong tỉnh để điều trị bệnh nhân COVID, thì tôi thấy rằng có những cái hướng dẫn đã rất là cơ bản rồi. Thế nhưng mà thực tế là mọi người cũng chưa làm việc, chưa thực hiện được một cách tối ưu. Thế thì chúng tôi cũng đề nghị là trực tiếp chúng tôi xuống các bệnh viện dã chiến để cùng với các đồng chí bên Sở Y tế và các đồng chí bên phòng nghiệp vụ y để chúng tôi xem là thực tế tại cơ sở thì anh chị em có những cái vướng mắc gì trong cái việc mà điều trị bệnh nhân. Thì khi xuống đến nơi thực tế thì chúng tôi mới thấy rằng là đôi khi từ những cái hướng dẫn để có thể áp dụng được trong thực tế thì anh em chị em cũng còn rất nhiều những cái vướng mắc. Có thể là những cái cơ số thuốc nó chưa được đầy đủ, hoặc là nó không được có thường xuyên, hoặc đôi khi thì anh chị em lại rất là ngại khi phải dùng những cái thuốc mà người ta chưa có kinh nghiệm sử dụng bao giờ, ví dụ như những cái thuốc chống đông. Thế thì khi tiếp xúc thì chúng tôi cũng nhìn thấy những cái khó khăn, những cái hạn chế cả về cái trang thiết bị mà cần thiết để điều trị cho bệnh nhân cũng như là cái kinh nghiệm. Thế thì chúng tôi cũng gần như là cũng mặc dù là không phải là những cái buổi tổ chức buổi tập huấn một cách gọi là bài bản, nhưng mà những cái trao đổi trực tiếp với anh chị em, kể cả là các bác sĩ mà làm nhiệm vụ quản lý cũng như là các bác sĩ làm công tác trực tiếp điều trị ở đó, thì cũng gỡ ra được cho các bác sĩ ở đấy những cái rào cản mà ngăn cản họ trong cái việc mà họ điều trị bệnh nhân tối ưu. Thế thì chúng tôi phải dành đến một tuần liền để đi đến hết tất cả các cái bệnh viện cùng với các anh chị ở bên Sở Y tế. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái nhiệm vụ đó thì với cá nhân tôi cũng giống như là rất nhiều các anh chị em bác sĩ ở đây cũng như là ở cả các bệnh viện hồi sức ở các tỉnh khác hoặc là trên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đều nhận thấy là cái việc đó nó sẽ quan trọng, và nó còn quan trọng hơn cả cái việc mà chúng ta rất tích cực với những bệnh nhân rất nguy kịch mà những bệnh nhân đấy gần như tiên lượng rất là khó khăn. Thì cái việc mà chúng ta tập trung hơn nhân lực với cả là những cái tư vấn cho các đồng nghiệp của các bệnh viện tầng dưới để điều trị bệnh nhân tốt hơn thì có lẽ có thể nó sẽ đem lại được rất nhiều cái lợi ích. Thưa bác sĩ, khi mà dịch bệnh qua đi thì chắc chắn là trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 Trung ương tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cũng sẽ được rút đi. Vậy thì bác sĩ nghĩ thế nào về cái di sản mà trung tâm để lại cho cái sự phát triển tiếp theo của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long? Về dịch COVID thì chúng ta biết chắc có lẽ nó sống chung với chúng ta. Thì cái số lượng bệnh nhân nó sẽ có hoài. Thì Bệnh viện Vĩnh Long trong cái thời gian vừa qua cũng rất là cảm ơn Bệnh viện Nhi Trung ương, nhất là Tiến sĩ Phúc, đã có một cái sự phối hợp rồi hướng dẫn để cho các bác sĩ đàn em có thể là đảm đương
mặc dù là thí dụ giả sử nó còn bỡ ngỡ, nhưng tôi nghĩ trong một thời gian nào nữa thì có thể nó sẽ tự được. Thì cái này là hết sức là quý báu về mặt kiến thức, cho giúp cho Vĩnh Long, không phải là ở bệnh viện Vĩnh Long không, tất cả các như chỗ nãy tiến sĩ Phúc nói đó, là ở các cái trung tâm nữa. Thì trong cái thời gian vừa qua rồi đó, chúng ta thấy cái hiệu quả mà mang lại thì cũng phải là chúng ta đi cơ sở để điều trị tại tận gốc luôn, hoặc là giúp cho anh em với thêm kiến thức. Và thứ hai nữa là ngay chỗ cái cơ sở này tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì anh em cũng được qua cái trải nghiệm này có được một số cái kinh nghiệm để điều trị COVID. Mặc dù tôi biết bây giờ hiện tại thì nó cũng thể là chưa có trọn vẹn đâu, nhưng mà từ từ chúng ta biết thì qua thực tế thì mới chứng minh được, chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Thì nếu mà cái cơ sở này một mai mà bệnh viện Nhi Trung ương mà đi về ở ngoài kia thì tôi nghĩ là bệnh viện Vĩnh Long cũng phải đảm được cái vấn đề này, cũng là một cơ hội về kiến thức để giúp cho Vĩnh Long chúng ta có cái cơ sở ta điều trị bệnh nhân COVID, những bệnh nhân COVID nặng của tỉnh Vĩnh Long sẽ tốt hơn. Vâng. Chúng tôi nghĩ rằng là với cái kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy được trong thời gian vừa qua thì tới đây Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác điều trị bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch. Xin cảm ơn bác sĩ Đoàn Văn Hùng, xin cảm ơn bác sĩ Phan Hữu Phúc, xin cảm ơn điều dưỡng Trần Thị Thu Hằng về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúng ta xin cùng chúc cho các bác sĩ nhiều sức khỏe và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để cứu được các bệnh nhân nặng và nguy kịch ở Vĩnh Long nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Xin kính chào và xin tạm biệt. Thank you.